cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. An tác bạn đạo Phật về sổ đất Na đất Tỏ. Nam mô Thất Thiết Lực Đỏ Y Mông Ma Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thức Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Trì Hệ Trì Ma Ha Bà Đà Sa Mế. Tác bà Thao Đục Du Quận A Thệ Dân Tác bà Tác Nam Ma Bà Gia Ma Phật Đất Đầu Đất Đi Tha. An Nga Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rì Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏ Tác bà Tác bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê. Thì đại dựng công lô khô lô kiến mong độ lô Phật xà gia đế ma ha Phật xà gia đế đà ra đà ra đi rê ni thức Phật ta gia giá ra giá ra mà Phật ma ra một đây lợi hai thắc na ra xâm một ra xá lợi một ra một xâm Phật ra xá giao rô ma ra hô rô hi ta ra tắc đệ tố rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế đề gia na ra cần trì đề đi sắc ni na ba gia ma na ta ba ha tắc đại gia ta ba ha tắc đại dụng nghe thất bạn đại gia ta ba ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục kỳ gia ta bà ha ta bà ma tất đại gia ta bà ha gia kiết ra tất đại gia ta bà ha ba đà bấy tất đại gia ta bà ha. Nam mô hắc ra đắc na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thứ bạn đại gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bậc đại gia ta bà ha. Nguyện xin đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Nguyên Nhung Thánh Mẫu Bà Cố, con pháp danh Nguyên Du Vũ Pháp Tự Giác Lợi. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố, xin Đức Thánh Mẫu từ bi gia hộ ban cái phước lành cho bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an. Ai bị tâm tai phạm thế tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, nguyện xin độ cho con có được cái duyên lành. Con đi xin lọc hàng ngày đều về trúng ngày trúng giờ để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lọc trên kênh thần tài giải trí của con mỗi ngày đều được cái lọc về trúng ngày trúng giờ, cũng như trên kênh Giác Lợi Vlog đều được cái lọc hàng ngày để bà con xem kênh tham khảo mua tờ giấy số đều được cái phước lọc may mắn. Con pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi nguyện niệm một biến Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chư Kiến Ngụ Quẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Cổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thị. Xa lợi tử thị chư pháp không tuấn bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ tiệt thân ý vô sắc tinh hương diệt số pháp vô nhãn giới nảy trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nảy trí vô lậu tử diệt vô lậu tử tận vô khổ tập diệt đạo vô tí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tắc đó y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại cố vô hữu khủng bố diễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tâm thế chư Phật. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Của Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thường Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khẩu Ách Chân Thiệt Bất Hư Cố Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Thức Thiết Chú Giết Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Hai Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha A Di Đà Tô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa A Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa A Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa A Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Ai bị tâm tai phạm thế tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, xem được video này xin bà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Xin bà độ và ban cái phước lành cho con. Bộ thân vũ pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi của nguyện xịt nước hoa cúng dường xịt Đức Mẹ Phật Bà kim thân của năm mẹ ngũ hành Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi Giác Lợi cũng xịt nước hoa
Để dắt lợi xin cái lộc cho bà con, để dắt lợi xích tiếp ha. Dắt lợi xin cái lộc cho bà con hôm nay, dắt lợi 1 giờ trưa, dắt lợi về, dắt lợi xin cái lộc cho bà con anh chị em ở trên kênh ha. Xin cái lộc xong xuôi rồi dắt lợi xích tiếp qua cúng dường tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, con pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự dắt lợi hôm nay với lòng thành kính con về miếu thành tâm xin bà thương bà độ và ban cho bà con cô bác trên kênh của con một tẩy sâm ngày thứ sáu ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024. Một tẩy sâm cầu được cái tài cái lộc, số trong cái tẩy sâm trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Miền Nam có Đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung, xin bà độ cho một tẩy sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, số thầy sâm đây con quay vào trong số thầy sâm, con xin bà độ cho số thầy sâm này cầu được cái lộc lớn trùng khớp với lại Đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Nam là chính, sau nữa miền Trung, miền Bắc, xin bà độ cho số thầy sâm này cầu được cái lộc lớn về đầu về đặc biệt về trong lô cả ba miền để bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng quay vào trong con trình lễ, con xin đón nhận số thầy sâm. Số thầy sâm là số 12. Số thầy sâm là số 12, 612. Con xin để vào trong bát hương, con xin bà độ cho 612 và có được cái lộc ngày thứ 6 để bà con trơ bát trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu bà cố, xin Đức Thánh Mẫu độ cho số thầy sâm 12, 612 có được cái lộc trùng khớp với Đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung, xin bà cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Bà cười và chiêu vang ha. Dắt lại xin lần nữa nha. Ngày thứ 6. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật bà. Con xin được số thể sâm là 12, xin bà độ cho số thể sâm 12 có cái lộc ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024. Xin bà cho con xin số 12 có được cái lộc cho cả ba miền, xin cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Dắt lại thánh nguyện đàng hoàng ha. Xin cho cả ba miền ha. Đó. Bà ban ha, bà ban ha, hai lần thứ hai bà ban thánh keo nha. Lần thứ hai bà ban thánh keo. Con cũng cúi xin bà độ bà ban cho số thể sâm này về trùng khớp trúng ngày trúng giờ chính xác để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin bà độ bà ban cho. Con qua con xin năm mẹ ngũ hành thêm một thể sâm để cho bà con có thêm cái sự lựa chọn mới. Nam mô A Di Đà Phật. Và dắt lại xin năm mẹ ngũ hành với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cho bà con thêm một thể sâm nữa nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu. Hôm nay với lòng thành kính lúc 1 giờ con về miếu thành tâm thắp nén tâm hương. Con nguyện xin ban cho bà con cô bác trên kênh của con một tẩy sâm cầu được cái tài cái lộc ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024. Miền Nam có Đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin đèn trời soi xét xin ban đặng cho một tẩy sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, số thầy sâm dương luôn. Số thầy sâm dương. Đây là số thầy sâm con cũng quay vào trong con trình lễ Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu chứng minh. Xin độ cho số thầy sâm này có cái được cái lộc ngày thứ 6 trùng khớp với cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Về đầu về đặc biệt về trong lâu. Nam mô A Di Đà Phật. Số thầy sâm là số 93. Số thầy sâm là số 93. Xin Đức Mẹ Phật Bà, xin năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế độ cho số thể sâm 93 về trúng ngày trúng giờ để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc ngày thứ 6, ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024. Xin độ cho số thể sâm 93 này có được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm nguyện xin bà độ cho số thể sâm 93 có cái lộc, xin cho con xin được thánh keo. Số thể sâm 93 ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024, về đầu về đặc biệt về trong lô về cả ba miền, xin cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Cười được ha. Dắt lại xin một lần nữa nha bà con. Số thể sâm 93. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu, xin độ cho số thể sâm 93 có cái lộc trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết. Góc quảng cáo, xin giới thiệu tới các bạn một shop quần áo xỉ lẻ rẻ mà lại còn rất là đẹp nữa chứ. Mọi người hãy ủng hộ chị Phượng shop Phượng Hồng nhé. Số điện thoại mình đã ghi trên clip rồi đó.
thứ sáu ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024 về cả ba miền. Xin cho con xin được thánh keo hai lần bà cười nha bà con ha, hai lần bà cười ha, và thầy xin một lần nữa nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ, xin bà độ cho số thầy Sâm 93 có cái lộc ngày thứ sáu trùng khớp cả ba miền, xin cho con xin lần này được thánh keo. Lần thứ ba được thánh keo nha bà con ha. Lần thứ ba được thánh keo nha. Lần thứ ba được thánh keo ha. Lần thứ ba được thánh keo. Dẹp lời cũng nguyện cho bà ha. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế độ cho số thầy Sâm 93 có được cái lộc. Xin cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Nam mô A Di Đà Phật. Dẹp lời xin lần thứ ba được thánh keo nha. Dẹp lời qua, dẹp lời trình lễ bà cái nữa rồi. Dắt lại xin kết thúc video ha. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Bà Cố, con pháp danh Nguyên Dụ Pháp Tự Dắt Lợi, với lòng thành kính con vừa xin được số thầy Sâm bên miếu Năm Mẹ Ngũ Hành Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế được số thầy Sâm là 93, và con cũng xin đón nhận số thầy Sâm 12 cặp lộc 12 93 12 và 93. Con xin Đức Thánh Mẫu Bà Cố, Đức Thánh Mẫu Bà Cố độ cho 92 13 có cái lộc ngày thứ sáu về một cặp đầu đặc biệt trong lô trùng khớp với cả ba miền, xin độ cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay dắt lại lúc 1 giờ trưa nghe bà con ha. Dắt lại về dắt lại xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em ở trên kênh. Mong rằng bà con cô bác anh chị em sẽ được cái lộc lớn ha. Ngày thứ sáu, ngày 6 tháng 9 dương lịch năm 2024. Dắt lời cũng nguyện cầu kính chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em luôn được niềm vui an lạc, gia đạo luôn được bình an, thành công hơn, tốt đẹp hơn, may mắn hơn trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua, và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Xin chào tạm biệt. Cặp lộc là 12 12 93 cho ngày thứ sáu nha bà con, 12 93 cho ngày thứ sáu. Dắt lại mong rằng bà con cô bác anh chị em sẽ được cái lộc lớn ha, 12 93. Nam mô A Di Đà Phật, dắt lại cũng nguyện xin ban phước ban lộc lớn cho tất cả bà con nha, 12 93 nha bà con anh chị em, nhớ tham khảo nha. Nam mô A Di Đà Phật.